với EK Agrao MVP thì nó đã đập tan mọi cái lo lắng, mọi cái băn khoăn đó, và làm rất là nhanh. Nhưng nhanh không có nghĩa là không có hiệu quả, và nhanh nhưng rất hiệu quả và tuyệt đối là không đau một chút nào. Ngày hôm nay mình đến đây thì nó chính hay bạn cố làm cho mình rất là ưng. Dạ, nói thật không phải là nịnh đâu, rất là ưng. Mà tự nhiên đẹp, làm xong cũng cảm giác sưng mà như kiểu lông mày của mình ấy, chứ không phải là lông mày đang sa mạc phun gì cả. Và nếu như bạn nào mà có cái tình trạng này giống mình, muốn được sửa dáng lông mày cũ đi thì đừng chần chừ mà hãy nốt EK Eyebrow Beauty vào là một địa chỉ uy tín để chúng ta có thể đến làm đẹp nhé.